Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Theo đó, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 12 năm 2030, Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức cá nhân có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chính sách của địa phương về công tác tái hòa nhập cộng đồng hỗ trợ hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn giải quyết việc làm đào tạo nghề đảm bảo theo quy định tư vấn tâm lý hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân đồng thời định hướng nghề nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân tiếp tục duy trì củng cố, nhân rộng và hướng dẫn xây dựng mới các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Từ đó phấn đấu 100% số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tiếp nhận và thực hiện quy trình tiếp nhận, quản lý giáo dục, giúp đỡ. Từ 15 đến 20% số người chấp hành xong án phạt tù được giới thiệu có việc làm ổn định. Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội và vi phạm pháp luật hàng năm dưới 1% phấn đấu đến năm 2030 giảm xuống còn 0,5%. Việc ban hành đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương của đảng, nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng vào thực tiễn địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản có liên quan, cũng như nâng cao vai trò của công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.